Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 36. Chương 351, Mèo 2. Giọng bà Vương già nua, thong thả nói, trước kia trong thôn trấn là rất náo nhiệt, vài năm trước đã xảy ra một sự kiện, mọi người liền dần dần dọn khỏi trấn âm dương. Ồ, chuyện gì thế? Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi. Kích hoạt kịch tình, mọi người lập tức nâng cao tinh thần. Cái này, bà Vương tựa như có chút kiêng kỵ, lặng lẽ một chút, nói, rất nhiều năm trước, đột nhiên có một ngày bắt đầu, người trên trấn liên tiếp chết đi, bọn họ bị móc tim gan. Mọi người cực kỳ sợ hãi, đều nói trong thôn trấn có tà vật. Triệu viên ngoại giàu có nhất trong thôn trấn liền từ bên ngoài mời pháp sư. Pháp sư sau khi tới trên trấn, không bao lâu, đã bắt ra đầu sỏ gây nên, thì ra là hậu nhân của âm dương tán nhân, ngầm gây họa dân chúng trong thôn trấn, dùng tim gan bọn họ luyện đan. Mọi người cùng pháp sư đồng lòng hợp sức, diệt trừ yêu nữ kia. Cô ta trước khi chết phát ra nguyền rủa đối với người trong thôn trấn, nguyền rủa mọi người đều sẽ biến thành mèo. Hậu nhân của âm dương tán nhân, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội nhìn nhau, hỏi, sau đó thì sao? Bà Vương thở dài, mới đầu mọi người không để ý, nhưng dần dần, càng ngày càng nhiều người mất tích, mèo trong thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người lúc này mới sợ hãi, không dám tiếp tục ở lại trong thôn trấn, lục tục rời đi. Kẻ này rất am hiểu bát chuyện. Nữ vương mỉm cười liếc Trương Nguyên Thanh một cái, tiếp nhận đề tài, vậy sao bà không đi? Bà Vương lắc đầu, bà già rồi, không muốn rời khỏi cố hương, cũng là người bước một chân vào quan tài rồi, không sợ những thứ này. Thiếu niên Mộc Yêu ngẩng đầu, nhìn xác mèo lột da treo trên xà nhà, trầm giọng nói, vậy bà treo những con mèo này ở đây là vì cái gì? Bà Vương nói không nhanh không chậm, đây là biện pháp vị pháp sư kia để lại. Ông ta nói, treo lên xác mèo ở trong nhà, lột da, có thể phòng ngừa nguyền rủa. Thiếu niên Mộc Yêu cười lạnh một tiếng, vừa rồi còn, nói không sợ nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, bà, âm dương tán nhân kia là loại người nào? Hậu nhân của hắn lại vì sao phải lấy tim gan người ta luyện đan? Bà Vương cảm khái nói, âm dương tán nhân là cao nhân đắc đạo, nghe nói là nhân vật như thần tiên, hắn sau khi thành lập trấn này không bao lâu, liền phi thăng làm thần tiên. Lão bà từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói như vậy, là thật hay giả cũng không biết. Hậu nhân của hắn ở lại trong thôn trấn này, bởi vì âm dương tán nhân, mọi người đều rất tôn kính cô ta, ai ngờ cô ta thế mà làm ra loại chuyện này. Trương Nguyên Thanh sụp mí mắt suy tư, sao tu sĩ đời Minh đều tà tính như thế? Ông từ Tam Đạo Sơn tàn sát đệ tử, hậu nhân âm dương tán nhân lấy tim gan người ta luyện đan. Hậu nhân âm dương tán nhân, chỉ có một mình cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm trà mát. Đúng vậy, hậu nhân âm dương tán nhân phần lớn đều bịp bộng, nghe nói là vì một người phi thăng, hết sạch khí số gia tộc. Bà Vương nói, nhưng trên thực tế, âm dương tán nhân chưa phi thăng, hắn mục đích trường sinh thất bại. Hậu nhân của hắn lấy tim gan luyện đan, có thể có liên quan với trường sinh hay không? Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe Quan Nhã hỏi, bà, trừ chúng cháu, trong thôn trấn trước kia từng có người từ bên ngoài tới không? Bà Vương liếc cô một cái, lặng lẽ nói, có. Vậy bọn họ đều ở nơi này làm gì? Quan Nhã mỉm cười nói, bà Vương chần chừ nói, lão bà không nhớ. Người khác không biết Quan Nhã vì sao hỏi việc này, nhưng Trương Nguyên Thanh và Nữ Vương ngẩn người, tiếp đó lâm vào trầm ngâm. Bọn họ là từng xem vài phần phương án vượt bản, trong mấy phần phương án vượt bản đó chưa nói tới chuyện nguyền rủa. Hơn nữa trong nội dung phương án vượt bản, trấn âm dương cũng không phải không có một bóng người, bằng không làm sao ở trong khách sạn phá án chứ. Là vì phó bản không ngừng biến hóa, mỗi một đám linh cảnh hành giả nhiệm, vụ phụ tuyến khác nhau. Nếu là như vậy, vậy nhiệm vụ ẩn ma quân nói, mình còn có thể gặp được không? Chi nhánh hắn cùng mình trải qua khẳng định không giống nhau, nếu nhiệm vụ ẩn chỉ có một cái chi nhánh cố định mới kích hoạt, vậy quá xỏ lá rồi, cũng không công bằng. Bỏ đi, trước mặc kệ nhiệm vụ ẩn, chúng ta kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến này của bà Vương là cái gì? Bài trừ nguyền rủa. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh thử nói, bà, ngài có cái gì cần chúng cháu hỗ trợ không? Bà Vương lắc đầu. Lúc này, Lý Thuần Phong thử nói, bà, trừ bà ra, trong trấn nhỏ còn có ai khác không? Bà Vương ngẫm nghĩ, giọng già nua nói, trừ lão bà,
còn có 6 người, một người là từ quả phụ phía tây thôn trấn, một người là triệu viên ngoại, ở trung tâm thôn trấn, tòa nhà lớn nhất kia chính là nhà hắn. Một người là thợ rèn Vương, còn có chính là vị pháp sư kia triệu viên ngoại mời đến, hắn ở nơi nào bà không quá rõ. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 352, Nguy cơ đoàn diệt 1. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu ngẩn ra, vậy mới 5 người nha, còn một người nữa đâu. Bà Vương liếc hắn một cái, nói, một người cuối cùng là con trai của lão bà. Cật ngẫu kinh ngạc nói, con ngài, anh ta ở đâu? Bà Vương ngoái đầu nhìn lại về phía căn phòng mới đi ra, lặng lẽ nói, nó ở ngay bên trong. Nói xong, bà quay đầu, nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười quỷ dị, các người rất nhanh có thể nhìn thấy nó. Không biết vì sao, trong lòng Trương Nguyên Thanh theo bản năng trầm xuống. Sau đó, hắn thấy một màn đáng sợ, Hỏa Đức Tinh Quân ngồi ở đối diện hắn, con ngươi co rút lại thành cái khe, hóa thành mắt mèo xanh biếc, má, cổ, mu bàn tay hắn mọc ra lông đen xì dày đặc. Tinh, ngài đã bị nguyền rủa. Bên tai Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Nguyền rủa? Mình chẳng lẽ không phải uống nhầm lông mèo Parkinson sao? Hắn mua vui trong khổ nghĩ. Theo bản năng muốn thi triển kỹ năng, lại phát hiện mình đã mất đi toàn bộ năng lực, đồng thời cũng mất đi cảm ứng đối với ô vật phẩm. Sau khi biến thành mèo, toàn bộ năng lực đều đã biến mất. Nguyền rủa? Đây là lực lượng của nghề nghiệp vu cổ sư. Trấn Âm Dương là phó bản đoàn đội đối kháng, có nguyên tố nghề nghiệp tà ác có thể lý giải, nhưng mình bị nguyền lúc nào, hoàn toàn không có cảm ứng nha, vấn đề nước trà. Không đúng, nữ vương và Lý Thuần Phong chưa uống nước. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía 6 đồng bạn, mèo Hỏa Đức Tinh Quân xù lông ở tại chỗ, Cật Ngẫu và Lý Thuần Phong hóa thân mèo mướp nhìn xung quanh, không ngừng thét chói tai, tựa như còn chưa từ trong hoảng sợ biến thành mèo thoát ra. Lily Nguyên Thượng Thảo thì tò mò đánh giá thân thể của mình, trong ánh mắt tuy có ngưng trọng, nhưng không phản cảm đối với chuyện biến thành mèo này. Mèo nữ vương ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh là quần áo cùng giày phân tán, trên cái tai nhọn của cô treo hai quả vòng tròn màu bạc, móng vuốt mèo không ngừng vồ vòng tròn, cuống lên kêu mèo 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 mèo. Vòng tai của cô là đạo cụ, tựa như không dùng được, như vậy xem ra, cho dù trước đó lấy ra đạo cụ cũng vẫn sẽ bị phong ấn. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Quan Nhã. Mèo Quan Nhã bình tĩnh nhất, ở lúc bà Vương gọi con à, liền cất bước 4 cái chân, yên lặng lui về phía sau. Con à, ra đi, mẹ mang đến 2 cô nương xinh đẹp cho con, cuối cùng có cô gái cho con giải buồn rồi. Con à, chính là không quản được sắc tâm, mới rơi vào kết cục hôm nay. Cô nàng này da non thịt mềm, bộ dạng rất xinh xắn, con còn chờ cái gì? Bà Vương thanh âm già nua khàn khàn, một tiếng lại một tiếng, giống như gọi hồn. Một bên khác của giếng trời, cửa phòng đóng chặt mở ra, mọi người, không, mọi mèo lập tức ngẩng cổ nhìn qua. Từ trong khe cửa mở ra có thể nhìn thấy, giữa phòng dùng 2 cái ghế gỗ đỡ một cái quan tài sơn màu đỏ tươi, trên đất hỗn độn phân tán chỉ đỏ, cùng với một lá bùa màu tím. Chỉ đỏ cùng bùa là trói buộc thứ trong quan tài, bà ta vừa rồi lúc vào nhà, giải trừ trói buộc. Mèo Quan Nhã thân là thám báo, lập tức suy đoán ra chi tiết này. Két, két, trong quan tài truyền đến tiếng móng tay ma sát gỗ, khủng bố dọa người. Ngay sau đó, nắp quan tài văng ra, rơi xuống đất. Một gương mặt đàn ông xấu xí thò ra, ngũ quan thiên hướng mèo, nhưng lại quả thật là mặt người, dị thường xấu xí đáng sợ. Càng khủng bố hơn là, khi hắn bò ra khỏi quan tài, đàn mèo mới nhìn rõ, đây là một con mèo to bị lột da, thịt màu đỏ trần trụi bại lộ ở trong không khí. Con mèo lớn dài chừng 1 thước, cái đuôi màu đỏ nhẹ nhàng vung vẩy ở sau người, đoạn cuối mọc gai xương. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, trong mắt lóe ra hung quang khát máu cùng dâm đãng. Lưng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, cảm nhận được một uy hiếp bắt nguồn từ gen, không tự giác cong lưng nhe răng, phát ra tiếng kêu gừ gừ. Mà đồng bạn khác cũng làm ra phản ứng tương tự. Con mèo lớn cất bước nhẹ nhàng, ánh mắt hung tàn tập trung 7 đồng loại trong phòng. Trương Nguyên Thanh nói, meo 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 meo, chúng ta đã kích hoạt kịch tình,
phải giết chết con mèo quái vật này mới có thể rời khỏi sáu đồng bạn mờ mịt nhìn hắn. Cho dù đã biến thành mèo, nhưng bọn họ không nghe hiểu tiếng mèo. Đúng lúc này, Quan Nhã luôn nhìn chằm chằm con mèo lớn màu máu, phát ra tiếng mèo kêu trong trẻo, cảnh báo, meo 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 meo, cẩn thận. Ngay sau đó, con mèo lớn máu thịt nhầy nhụa kia hóa thành tàn ảnh màu đỏ lao tới, bổ nhào về phía Lý Thuần Phong nhìn như yếu nhất. Lý Thuần Phong bày ra sự linh hoạt một con mèo nên có, dựng thẳng cái đuôi, như mũi tên nhọn lao sang một bên. Nhưng con mèo to sò, với hắn còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo, vừa vồ vừa cắn, liền cắn chặt cổ Lý Thuần Phong, ngẩng đầu lên, dùng sức quăng, Lý Thuần Phong phát ra tiếng kêu thê lương. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 353, Nguy cơ đoàn diệt 2. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân hóa thân, vừa thét chói tai cao vút, vừa tung mình nhảy lên, lao tới cắn con mèo to. Bốp! Cái đuôi mang theo gai xương, như sợi roi vụt bay mèo đen, vụt hắn rơi xuống đất co giật. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, ở trước mặt con mèo lớn này, đàn mèo nhỏ yếu tựa như con chuột. Mắt thấy Lý Thuần Phong sắp bị cắn đứt cổ, Trương Nguyên Thanh lao đi, tránh đi phạm vi công kích của cái đuôi con mèo to, tung người bổ nhào. Hắn bổ nhào tới cổ con mèo to, mở ra răng nanh, cắn một phát lên tai con mèo to phát ra tiếng kêu đau, răng nanh buông lỏng, Lý Thuần Phong ngã xuống. Lông cổ của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, kinh hãi chạy sang một bên. Khi hắn chạy trốn tới bên tường, adrenaline rút lui, vô lực gục ngã xuống đất, ánh mắt dần tiêu tán, phát ra tiếng kêu khẽ khẽ. Lúc này mới một hiệp, một đội viên đã chết. Con mèo to lắc đầu hai cái, chưa thể hất Trương Nguyên Thanh ra, lập tức cúi đầu, giơ lên đệm thịt, vươn móng vuốt ra, cào mạnh một cái. Lưng Trương Nguyên Thanh lập tức xuất hiện vết máu, có máu tươi đỏ bắn vụt ra. Hắn không thể không buông ra, từ trên đầu con mèo to rơi xuống, chạy trốn tứ chi như bay. Vành tai con mèo to nhỏ máu tươi, giận dữ đuổi theo Trương Nguyên Thanh, đột nhiên cái đuôi đau đớn, là có kẻ cắn cái đuôi hắn. Con mèo to xoay lại, cắn chặt vào cổ Cật Ngẫu, nào ngờ đây là mèo mướp hình thể hơi béo, da thô thịt dày, răng nanh sắc bén chưa thể lập tức cắn rách làn da. Con mèo to ngẩng đầu lên, lắc đầu một lần nữa. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh giết trở về, lao về phía sau lưng con mèo to, mà mèo nữ vương cùng mèo Quan Nhã từ bên trái tấn công, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Lily Nguyên Thượng Thảo từ phía bên phải tiến công. Đàn mèo ùa lên, bọn họ không có đường lui, con mèo người này một hiệp đã cắn chết Lý Thuần Phong, lúc này bất cứ sự lùi bước cùng do dự nào đều sẽ khiến đội ngũ đoàn diệt. Con mèo to mặt người ngoạm mèo mướp, đứng thẳng mà đi, đệm thịt bắn ra vuốt sắc, móng vuốt hai bên phân biệt nhấn một cái, đè lại mèo nữ vương cùng mèo Lily Nguyên Thượng Thảo, tiếp theo quất cái đuôi. Bốp! Trương Nguyên Thanh nhảy lên cao cao tựa như một quả bóng tennis, bị quật trúng đập lên trên tường. Hắn suy sụp rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, ngực bụng có thêm vài lỗ thủng, ồ ồ trào máu. Quan Nhã chưa gặp công kích, dùng vuốt sắc ở trên thân mèo mặt người cào ra từng vết máu. Mà Hỏa Đức Tinh Quân thì cắn vào bụng mèo mặt người, cắn xuống một khối thịt nhỏ. Mèo mặt người thét chói tai thê lương, thân thể xoay tròn, kéo cái đuôi quất bay mèo đen, tiếp theo hướng Quan Nhã thò đầu cắn. Nhưng Quan Nhã quẫy đuôi lui về phía sau, suýt soát vừa đủ tránh được răng nhọn của hắn. Mèo mặt người đành phải rụt đầu, nhổ ra mèo mướp béo nửa chết nửa sống, dưa móng vuốt phải ấn Lily Nguyên Thượng Thảo, dùng sức vung đầu, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Lily Nguyên Thượng Thảo gãy. Một tiếng rắc này khiến toàn bộ mèo trong lòng căng thẳng. Mèo mặt người thuận miệng vứt Lily Nguyên Thượng Thảo đến một bên. Lily Nguyên Thượng Thảo tê dại trên mặt sàn, tứ chi co giật, bụng kịch liệt thở dốc, mắt thấy không còn mấy phút để sống. Trương Nguyên Thanh ghé vào bên tường tâm tình chìm vào đáy vực. Lý Thuần Phong giờ phút này đã hít vào nhiều thở ra ít, Lily Nguyên Thượng Thảo bị cắn đứt cổ, nhắm chừng chết sẽ so với Lý Thuần Phong càng nhanh hơn. Hỏa Đức Tinh Quân bị gai xương quật hai lần, bản thân bị thương nặng không thể chiến đấu, mà tình huống của mình cũng không khác lắm. Trước mắt chưa bị thương chỉ có Quan Nhã cùng nữ vương, mà người sau bị đè dưới vuốt mèo, có thể chiến đấu chỉ có Quan Nhã. Đây là hướng đi của đoàn diệt. Sau khi cắn đứt cổ Lily Nguyên Thượng Thảo,
mèo mặt người chưa tiếp tục công kích Quan Nhã, mà là cúi đầu, ở trên thân mèo nữ vương không ngừng ngửi, cánh mũi co rúm, nó muốn chơi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên cảm giác không tốt. Một giây sau, dự cảm trở thành sự thật, theo mèo mặt người khẽ hít ngửi, trong túi da phồng lên của hắn thò ra một cây súng dài nhỏ màu đỏ đậm, phần đầu có gai thịt nhỏ dày. Mèo nữ vương tựa như cảm ứng được cái gì, kịch liệt sãy giụa bò dậy, phát ra tiếng thét chói tai sắc bén. Mèo đen Hỏa Đức Tinh Quân dãy giụa muốn đứng lên, nhưng mất máu cùng đau đớn khiến hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà không làm gì được. Lúc này, bà Vương đứng ở dưới giếng trời quan sát, cười nói, cô nương, đừng phản kháng, con ta ở nơi quỷ quái này đợi rất nhiều năm rồi. Nó rất tịch mịch, xin cô thương xót, để con ta tiêu khiển một chút, nó sẽ không hại cô. Những người này đều phải chết, nhưng cô có thể không cần chết. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 354, nguy cơ đoàn diệt ba. Nữ vương thét chói tai thê lương, trong ánh mắt của cô lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Quan Nhã còng lưng lên, tạo thế muốn vồ. Mèo mặt người nhe răng với cô, phát ra uy hiếp, đồng thời còng lưng lên, hạ thân tới gần nữ vương. Quan Nhã tạo thế muốn vồ, mèo mặt người lập tức dừng lại, một lần nữa nhe răng với cô. Hai bên bắt đầu giằng co, ánh mắt Quan Nhã liên tiếp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lúc này cô nếu xông lên, vậy vận mệnh của nữ vương có thể sẽ chuyển rời đến trên thân cô. Hình thể, tốc độ cùng lực lượng của mèo mặt người, đối với bọn, họ lúc này mà nói là không thể chiến thắng. Cô đang kéo dài thời gian để mình nghĩ biện pháp. Trương Nguyên Thanh xem hiểu ý tứ Quan Nhã, ý niệm của hắn nhanh chóng chuyển động, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phương pháp phá cục. Đạo cụ không thể sử dụng, bằng không có thể dùng chày phục ma tịnh hóa phá giải nguyền rủa. Vật lộn cũng không có phần thắng, trong linh cảnh nhắc nhở không có biểu hiện thời gian nguyền rủa, cũng chính là nói, nguyền rủa này là không có thời gian hạn chế, sẽ kéo dài mãi. Phải nghĩ cách, trong lòng hắn gấp muốn chết, nhưng càng gấp càng nghĩ không ra biện pháp. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy bên tường đối diện, Lý Thuần Phong sắp chết, gian nan quay đầu, ngẩng đầu lên, ra hiệu hắn nhìn xác mèo treo trên xà nhà. Xác mèo, linh cảm giống như tia chớp, bổ vào trong đầu Trương Nguyên Thanh. Ngọn nguồn nguyền rủa là cái gì? Trong phương án vượt bản liên quan trấn âm dương, chưa nói tới nguyền rủa biến thành mèo, cũng không giống bà Vương nói như vậy, bắt nguồn từ hậu nhân của âm dương tán nhân. Môi giới của nguyền rủa là cái gì? Đồng đội không uống trà cũng biến thành mèo, cho nên không phải nước trà, là xác mèo trên xà nhà. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn cùng mệt mỏi, bò dậy, không quá nhanh nhẹn lao về phía cột trụ, trong đệm thịt nhô ra móng vuốt, gian nan dọc theo cây cột trèo về phía xà nhà. Bà Vương dưới giếng trời biến sắc hẳn, kêu lên, con à, mau, mau giết hắn. Mèo mặt người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh đang leo trèo, lập tức bỏ lại nữ vương, bắn nhẹ một cái, liền nhảy tới trên cột, nhanh chóng đuổi theo Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ra đầu phát tê, nguy cơ tử vong khiến adrenaline của hắn tăng vọt, tung người nhảy. Hắn vừa nhảy lên, vị trí ban đầu đã bị mèo mặt người thay thế. Trương Nguyên Thanh ở không trung mở ra tứ chi, móng vuốt suýt soát vừa đủ ôm lấy thân thể một cái xác mèo lột ra, lúc này mới chưa ngã xuống. Hắn nhanh chóng dọc theo xác mèo, leo lên trên, mở ra răng nanh bén nhọn, phụt một tiếng cắn đứt dây thừng, hai con mèo cùng nhau rơi xuống. Theo xác mèo rơi xuống, vô hình chung, trận thế nào đó giống như bị đánh vỡ, trong phòng khách nổi lên trận gió âm hàn. Mèo mặt người trên cổ rơi xuống, đau đớn lăn lộn, mặt người của nó nhanh chóng hóa mèo, biến thành con mèo quái dị rõ đầu rõ đuôi. Lý trí vốn không nhiều trong con ngươi bị điên cuồng cùng khát máu thay thế. Trong máu thịt của nó mọc ra gai xương rậm rạp. Trong vài giây, nó trở nên càng thêm dữ tợn, càng thêm đáng sợ. Nó chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ gừ gừ. Bà Vương biến sắc hẳn, vấp váp chạy qua, con à, mau, mau về trong quan tài. Mèo mặt người, không, quái miêu nghe được tiếng, xoay phát đầu lại, bổ ngã bà Vương, răng nanh sắc bén cắn cổ mẫu thân. Rắc, xương cổ gãy, máu tươi đỏ sẫm phun trào ra. Móng vuốt con mèo lớn đè thân thể bà Vương, bắt đầu nhanh chóng gặm cắn.
tay chân bà Vương co giật một trận, rất nhanh đã không nhúc nhích nữa. Mà lúc này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy xương cốt bản thân nổ vang, lông mèo lùi về lỗ chân lông, đệm thịt dần hóa thành bàn tay. Quan Nhã cầm lên quần áo của mình bỏ chạy, quay đầu, thấy nữ vương lông mèo co lại, chưa hết kinh hồn, cô lại kéo quần áo tiến lên, cho mèo nữ vương một cái tát. Mèo nữ vương lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện thân thể bắt đầu khôi phục, lập tức cắp quần áo lên, theo Quan Nhã xuyên qua giếng trời, lao vào phòng. Rốt cuộc đã xong, Trương Nguyên Thanh lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai nữ đồng đội. Mười mấy giây sau, tay chân hắn biến thành, ngón chân cùng ngón tay lộ ra, một lần nữa biến thành hình người. Nguyên rủa rút lui rồi. Lý Thuần Phong bên tường, Lily Nguyên Thượng Thảo bên giếng trời, Hỏa Đức Tinh Quân bên cạnh bàn đều đã trở về hình người. Cả người trần trụi, nhưng thương thế của bọn họ cũng chưa khôi phục, vẫn thở hổn hển như cũ. Con mèo to lớn phát hiện, biến hóa phía sau, quay cái đầu dính đầy máu tươi, thấy Trương Nguyên Thanh đang đứng dậy. Nó nháy mắt nhe răng nanh, răng nhọn trắng nhởn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, treo sợi thịt. Con mèo to bỏ lại xác bà Vương, hóa thành tàn ảnh bổ nhào tới. Lúc này lại nhìn, liền cảm thấy nó thật sự quá yếu. Trương Nguyên Thanh bước lên trước một bước, bóp chặt cổ con mèo to, một bàn tay khác triệu hồi ra lưỡi dao khát máu. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 355, nguy cơ đoàn diệt 4. Mà khi hắn chuẩn bị cắm lưỡi dao khát máu vào con mèo quái dị, bỗng nhiên nhớ tới Ma Quân nói, nếu như ta có thể ngăn trở sắc đẹp cùng sát ý, có lẽ có thể hữu hiệu phát hiện nhiệm vụ ẩn. Sắc đẹp có thể lý giải, nhưng ngăn cản sát ý là có ý tứ gì? Loại phó bản này có thể không giết chóc sao? Khẳng định không phải chỉ trận doanh hợp pháp cùng tà ác giết chóc, bằng không Ma Quân không sống sót được, không có khả năng vượt qua nhiệm vụ trấn âm dương. Không giết chóc, có thể chỉ là không giết quái vật trong phó bản hay không? Trương Nguyên Thanh giơ quái vật lên, đập mạnh xuống đất một cái. Quái vật nháy mắt an tĩnh lại, ngực bụng phập phồng, lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Lúc này, Quan Nhã và nữ vương quần áo đầy đủ từ trong phòng đi ra, hai người nhìn lướt qua Trương Nguyên Thanh trần truồng, liền thu hồi ánh mắt, Quan Nhã bước nhanh đi tới, đi thẳng về phía Lý Thuần Phong. Cô ngồi xổm bên cạnh Lý Thuần Phong gần chết, trong tay có thêm một ống tiêm, trong ống tiêm là chất lỏng màu vàng nhạt. Quan Nhã đâm ống tiêm vào tĩnh mạch cổ Lý Thuần Phong, bơm vào nửa ống chất lỏng màu vàng, tiếp theo, lại mang nửa ống chất lỏng còn lại phân biệt tiêm vào cho Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Ngẫu. Sao chị không tiêm cho cậu ta? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Lily Nguyên Thượng Thảo, thiếu niên mộc yêu rên rỉ một tiếng, mở mắt, ngồi dậy nói, tôi không cần, tôi có kỹ năng hồi phục. Mộc yêu ở trước cái chết, sẽ tự động kích phát sống lại, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn vặn vẹo cổ, phát ra tiếng rắc rắc, ta đã sớm sống lại, vừa rồi đang giả chết. Lúc này, ba người Lý Thuần Phong, Hỏa Đức Tinh Quân cùng Cật Ngẫu đều đứng dậy. Sinh mệnh nguyên dịch, cô thế mà có sinh mệnh nguyên dịch, cho dù là bị pha loãng, nhưng thứ này là vật tư chiến lược của ngũ hành minh. Lý Thuần Phong cảm kích nói, đa tạ đa tạ. Địa vị cô gái này ở chính phủ chỉ sợ không thấp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết, cái này con mẹ nó chính là phó bản cấp A. Vậy cấp S là khó bao nhiêu? Hỏa Đức Tinh Quân thì không nghĩ nhiều như vậy, hùng hổ liệt một câu, tiếp đó hướng Quan Nhã cảm tạ. Ông đây nợ cô một cái mạng, nhất định trả lại cô. Quan Nhã nhìn quét đàn ông trần truồng đầy một phòng, cười mỉm nói, còn không mau mặc quần áo vào, mấy con sâu lông lộ ra quang vinh lắm. Đợi mấy người mặc quần áo, nữ vương khẽ thở phào một hơi, tới bên cạnh Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói, đa tạ, nếu không phải cậu phá giải nguyền rủa, tôi thật không dám tưởng tượng mình vừa rồi sẽ gặp phải cái gì. Cô đừng sinh ra ám ảnh tâm lý đối với đàn ông là được rồi. Trương Nguyên Thanh không kể công, nói là Lý Thuần Phong cho nhắc nhở. Lý Thuần Phong nói, vật trung gian của nguyền rủa là xác mèo, chúng nó hình thành một trận pháp nguyền rủa. Tôi đã sớm nghĩ tới, nhưng mấy người bận ứng phó con quái vật này, chưa có ai chú ý. Nói xem, cậu còn giữ nó làm cái gì, giết đi. Giữ lại nó đã, tôi muốn làm thực nghiệm. Trương Nguyên Thanh nhìn quét mọi người nói, tính tới trước mắt, tôi còn chưa thu được linh cảnh nhắc nhở, mọi người thì sao? Các đồng đội đều lắc đầu, xem ra là không có nhắc nhở,
loại phó bản này phiền toái nhất. Trương Nguyên Thanh thở dài. Quan Nhã từ trong túi lấy ra một con búp bê hình người, nói, chúng tôi vừa rồi ở trong phòng phát hiện cái này. Con rối này là cỏ bệnh thành, chế tác thô ráp, cả người cắm đầy kim nhỏ, mặt trước dán một tờ giấy, viết, Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, ở trong linh cảnh cấp S đầu tiên tôi trải qua. Tin tức phó bản là muốn linh cảnh hành giả tự mình đi suy luận và giải mật mã, trấn âm dương này thoạt nhìn cũng thế. Cũng may bà Vương này cho tin tức đã đủ nhiều, chúng ta nhìn lại một lần đi. Chẳng qua, tôi dùng nó làm thực nghiệm trước. Nói xong, xách lên con mèo to nửa chết nửa sống, đi về phía căn phòng. Hắn muốn làm gì? Mọi người nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo. Trương Nguyên Thanh xách theo xác mèo, bước qua bậc cửa. Vì phòng ngừa con quái vật này giả chết, hắn vung lên đập về phía bậc cửa. Con mèo lớn lột da đã bị thương nặng, tứ chi giãy mạnh một cái, tựa như lại ngất đi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới yên tâm ném con mèo to vào quan tài, lại cúi người nhấc lên nắp quan tài, một lần nữa bịt lại. Lúc này, các đồng đội đi theo vào phòng, phát hiện con mèo quái dị lột da không còn bóng dáng, lại nhìn thấy nắp quan tài đóng lại, Quan Nhã kinh ngạc nói, sao cậu lại nhốt trở về rồi? Cũng nói là thực nghiệm rồi, tôi bây giờ làm sao trả lời chị được. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn dây thừng đỏ cùng lá bùa tím phân tán trên mặt đất, nói, Lý Thuần Phong, anh biết những thứ này là cái gì không? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 356, Quan Nhã của ngươi nhỏ thực không tệ một. Mọi người nhìn về phía Lý Thuần Phong, vị học sĩ tri thức uyên bác này sờ cằm, quay xung quanh quan tài đánh giá một phen, lại nhặt lên lá bùa cùng dây thừng đỏ trên mặt đất, ngửi ngửi, đưa ra suy đoán, dây thừng đỏ khóa oán, bùa tím dưỡng sát, kỳ, cái quan tài này đã là phong ấn, lại là giường, ấm nuôi dưỡng quái vật, không hổ là học sĩ, cơ sở dữ liệu di động. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, anh có thể mang dây thừng đỏ cùng bùa tím phục hồi như cũ không? Lý Thuần Phong nói, phục hồi như cũ. Không, cậu hiểu lầm rồi, tùy tiện buộc, không có chú ý. Tùy tiện buộc. Tôi còn tưởng phải như bắn ống mực, bắn đầy cả cái quan tài, bắn thiếu một lần sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Nguyên Thanh thấy Lý Thuần Phong nhặt lên dây thừng đỏ, vội tiếp nhận, để tôi đi. Lúc này, hắn mang dây thừng đỏ quấn quanh ở mặt ngoài quan tài sơn đỏ, thắt nút lại, sau đó nhặt lên lá bùa tím, ở dưới Lý Thuần Phong ra hiệu. Dán ở trên quan tài. Cho nên, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Các đồng đội mờ mịt nhìn hắn. Ở khoảnh khắc Trương Nguyên Thanh dán lên lá bùa tím, bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở chỉ có hắn có thể nghe thấy. Tình, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn là xác mèo vĩnh hằng 1/3. Xác mèo vĩnh hằng, đây là một quái vật bị nguyền rủa. Nó không có lúc nào là không tản ra lực nguyền rủa. Tuyệt đối đừng tới gần hắn, sẽ bị nguyền rủa ô nhiễm, biến thành mèo hoang. Ghi chú, ta muốn khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ thật sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi, phỏng đoán của mình không sai, khắc chế giết chóc theo như lời ma quân chỉ là ý tứ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, dựa theo ma quân phỏng đoán, đạo cụ của nhiệm vụ ẩn là âm dương tán nhân để lại. Vị nhân vật trong truyền thuyết kia cấp bậc không thấp, không biết sẽ có đạo cụ gì lưu lại, nếu là đạo cụ loại quy tắc, vậy lãi to rồi. Trương Nguyên Thanh áp chế vui sướng cùng chờ mong trong lòng, rời sức chú ý về bản thân nhiệm vụ ẩn. Quái vật này là bị ai nguyền rủa? Căn cứ ghi chú nhắc nhở, người hạ nguyền rủa đối với hắn có oán hận khắc cốt ghi tâm, muốn cho hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ta biết rồi, cho nên không cần giết con mèo. Lớn lột ra, bởi vì giết hắn, ngược lại khiến hắn siêu thoát, trái với ý nguyện của kẻ nguyền rủa. Như vậy xem ra, nhiệm vụ ẩn chỉ hướng là kẻ nguyền rủa. Nhưng kẻ nguyền rủa sẽ là ai đây? Trương Nguyên Thanh kiềm chế suy nghĩ, nói với các đồng bạn, suy đoán của tôi đã được nghiệm chứng, kế tiếp, chúng ta đến nhìn lại một lần đi. Hỏa Đức Tinh Quân lười động não, gọn gàng dứt khoát nói, cậu là đội trưởng, cậu nói trước. Người khác đều gật đầu. Trải qua vừa rồi cùng chung hoạn nạn, sức ngưng tụ của đội ngũ tăng cường rất nhiều, tín nhiệm nảy sinh ở trong lòng nhau. Trương Nguyên Thanh tìm từ vài giây, nói, đầu tiên từ câu chuyện bối cảnh trấn âm dương bắt đầu đi, câu chuyện vừa rồi bà Vương kể, mọi người đều nghe rồi.
Câu chuyện này có bộ phận là chân thật, nhưng cũng có thành phần giả dối, ví dụ như nguyền rủa của hậu nhân âm dương tán nhân. Tôi từng xem vài phần phương án vượt bản trấn âm dương, mấy đám linh cảnh hành giả trước vào phó bản. Chưa nhắc tới chuyện nguyền rủa mà bọn họ cùng cư dân trong thôn trấn là có tương tác, chuyện lớn như vậy, sớm nên đào ra rồi. Cho nên, nguyền rủa bà Vương nói là giả, nhưng nguyền rủa biến thành mèo quả thật tồn tại. Mà người bị nguyền rủa này chính là con trai của bà ta. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quan tài sơn đỏ. Đồng đội khác vừa nghe vừa gật đầu, tán đồng Trương Nguyên Thanh phân tích, có đạo lý. Quan Nhã gật đầu, nói, hơn nữa chị bổ sung một lần, nguyền rủa biến thành mèo hẳn là chỉ có kích hoạt bà Vương tuyến này mới được. Linh cảnh hành giả trước kia đi không phải đoạn kịch tình này. Cô hướng Trương Nguyên Thanh mỉm cười, cậu tiếp tục nói. Thân là thám báo, năng lực quan sát, phân tích của cô mạnh hơn Trương Nguyên Thanh rất nhiều. Nhưng loại cơ hội tạo uy vọng đội trưởng này, cô đương nhiên sẽ không tranh đoạt, nhiều nhất ở bên cạnh tìm sơ hở bù lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, như vậy nguyền rủa con trai bà ta là đến như thế nào? Nữ vương đảo mắt, nhớ tới cái gì? Dành trả lời, bà Vương từng nói, con của bà ta là không quản được sắc tâm, mới lưu lạc tới kết cục hôm nay. Dứt lời, trừ Hỏa Đức Tinh Quân, mọi người đều nhìn về phía bù nhìn trong tay Quan Nhã. Có thể bị bà Vương làm thành bù nhìn nguyền rủa, oán hận như thế, Từ Tú Nhi này nhất định làm chuyện khiến bà ta không thể tha thứ. Lại kết hợp lời bà Vương từng nói, cùng với cảnh ngộ của con trai bà. Tôi biết rồi. Hỏa Đức Tinh Quân mãi mới phản ứng lại, hưng phấn nói là Từ Tú Nhi này nguyền rủa con trai bà ta, nhưng Từ Tú Nhi là ai? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, Quan Nhã của ngươi nhỏ thực không tệ hai. Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, trong thôn trấn chỉ có 6 người, ai họ Từ? Ai vậy? Hỏa Đức Tinh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh suýt nữa thốt ra một câu má mi, nói, Từ Quả Phụ. Hỏa Đức Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu người hạ nguyền rủa là Từ Quả Phụ, như vậy nhiệm vụ ẩn chỉ hướng chính là cô, mục tiêu rất rõ ràng. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới ma quân cảm khái, giết chóc và sắc đẹp. Như vậy xem ra, ma quân loại háo sắc mang đời đời con cháu dài khắp nơi này, khẳng định đã làm chuyện gì không thể miêu tả đối với Từ Quả Phụ. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu phấn chấn nói, vậy mục tiêu một bước tiếp theo của chúng ta rất rõ ràng rồi, chính là Từ Quả Phụ này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng xuất phát, phải vượt ở trước trận doanh tà ác, đi xong kịch tình chi nhánh, đến quảng trường trung tâm thôn trấn. Người khác vẻ mặt hưng phấn, chỉ có Quan Nhã nhíu mày, ánh mắt đặt ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh nói, Từ Quả Phụ khẳng định phải đi tìm, nhưng có một việc, tôi không nghĩ thông. Lý Thuần Phong, anh hiểu biết nhiều nhất, kiến thức uyên bác nhất, anh cảm thấy chỉ bằng xác mèo treo bên ngoài, có thể hoàn thành một cái nguyền rủa cường đại sao? Mọi người không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Lý Thuần Phong ngẩn ra một phen, lâm vào trầm ngâm. Mười mấy giây sau, hắn vỗ mạnh đầu, nói, cái này không đúng nha, cái này không đúng nha. Cái gì không đúng, không đúng chỗ nào? Thấy Lý Thuần Phong bộ dáng như được thức tỉnh, Hỏa Đức Tinh Quân vội nói, cậu nói rõ ràng đi. Lý Thuần Phong trầm giọng nói, xác mèo là trung gian, nhưng không phải ngọn nguồn nguyền rủa, tựa như Vu Cổ Sư ở lúc nguyền rủa mục tiêu. Sẽ nghĩ cách kiếm được ảnh chụp, ngày sinh tháng đẻ, máu thịt da tóc các thứ của hắn, mấy thứ này là vật trung gian, mà ngọn nguồn thật sự là lực lượng của Vu Cổ Sư. Ngọn nguồn lực lượng chúng ta biến thành mèo ở nơi nào? Tôi vốn tưởng là bà Vương, nhưng bà Vương rõ ràng là người thường, bằng không sao có thể dễ dàng như thế bị cắn chết. Mặt khác, bù nhìn cũng là chứng minh. Mọi người nhất thời nhìn về phía bù nhìn trong tay Quan Nhã. Đây là một con bù nhìn bình thường, thủ pháp nguyền rủa ngây thơ buồn cười. Bà Vương nếu là Vu Cổ Sư, sẽ không làm ra loại bù nhìn sứt sẹo này. Lý Thuần Phong nói, Lily Nguyên Thượng Thảo lặng lẽ ít lời nói, quả thật là điểm đáng ngờ, nhưng cái đó và nhiệm vụ kịch tình có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh chưa đáp lại vấn đề của Lily Nguyên Thượng Thảo, nói, đương nhiên là có quan hệ, không làm rõ toàn bộ điểm đáng ngờ. Bây giờ nhìn không có gì, đợi tới giai đoạn sau của phó bản, có thể sẽ bởi vì tin tức chênh lệch, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, thậm chí mất đi cơ hội lật ngược thế cờ. Phó bản độ khó càng cao,
càng không thể làm người mù cùng kẻ điếc, nhất định phải truy hỏi tới cùng. Thân là kẻ vượt qua cấp S, ý kiến của hắn thắng được mọi người tôn trọng. Lily Nguyên Thượng Thảo chậm rãi gật đầu, tán đồng cách nói của đội trưởng. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, tốt, trở lại chuyện chính, nếu, tôi là nói nếu, phát ra lực lượng. Nguyên rủa là con mèo này trong quan tài, trên logic có phải liền hợp lý hay không? Cái này cũng phụ họa nhắc nhở trong nhiệm vụ ẩn. Phát ra nguyền rủa là mèo. Lý Thuần Phong ngẫm nghĩ, mắt sáng lên, đúng vậy. Người bố trí nghi thức này chính là nhìn chúng một điểm này, cho nên mượn dùng con mèo nguyền rủa. À, tôi gọi hắn con mèo nguyền rủa đi. Cho nên mượn dùng lực lượng con mèo nguyền rủa bố trí nghi thức để người tiến vào phòng đều bị nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh nói, nhưng nếu như vậy, vấn đề lại tới rồi, là ai bố trí nghi thức xác mèo? Bà Vương rất hiển nhiên là người thường, sau lưng nhất định có người dạy bà ta. Là Từ Tú Nhi, thanh niên mặt tròn cật ngẫu suy đoán. Không, Trương Nguyên Thanh lập tức phủ quyết. Vì sao? Cật ngẫu không phục, đám người nữ vương cũng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh chậm rãi, nói ra ý nghĩ của mình, bố trí nghi thức xác mèo cùng quan tài nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa, hẳn là cùng một người dạy. Mọi người nghĩ một chút. Hai thứ này tác dụng là cái gì? Nữ vương tiếp nhận đề tài, quan tài là phong ấn cùng nuôi dưỡng con mèo nguyền rủa, xác mèo là thu thập lực lượng nguyền rủa. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, xác mèo còn có một tác dụng, chính là ngăn chặn nguyền rủa trên thân con mèo nguyền rủa, ngăn chặn nó điên cuồng cùng khát máu. Nghe được lời này, mọi người bỗng nhiên nhớ tới hiện tượng sau khi xác mèo nghi thức bị phá, con mèo nguyền rủa biến thành hung ác điên cuồng, thô bạo, đánh mất lý trí. Lý Thuần Phong bừng tỉnh đại ngộ, cho nên sự tồn tại của quan tài và xác mèo là vì áp chế con mèo nguyền rủa, đồng thời lại nuôi dưỡng nó. Nếu mấy thứ này là xuất phát từ tay bà Vương, vậy liền có thể lý giải. Bà ta muốn trông con trai, che chở con trai, không để hắn biến thành quái vật rõ đầu rõ đuôi. Nhưng từ góc độ kẻ thù mà nói, khẳng định là đối phương càng thống khổ càng điên cuồng, cô ta mới càng giải hận. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 358, quan nhã của ngươi nhỏ thực không tệ ba. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cho nên nguyên rủa cùng bố trí nghi thức xác mèo ra từ tay người khác nhau. Người hạ nguyên rủa là Từ Tú Nhi, vậy chỉ đạo bà Vương bố trí xác mèo cùng quan tài là ai đây? Hắn cùng mẹ con bà Vương là quan hệ gì, ở trong đó sắm vai nhân vật gì? Trong đầu mọi người hiện lên một nhân vật, Hỏa Đức Tinh Quân hiếm thấy đuổi kịp bước chân suy nghĩ, nói, hẳn là một trong năm người hiện có thể có bản lãnh này, có thể là vị pháp sư kia Triệu Viên Ngoại mời đến hay không? Quan Nhã Tán Dương gật đầu, cười nói, phó bản này càng lúc càng thú vị, giữa 6 người ở lại trong thôn trấn, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Trong sự kiện dân cư thôn trấn sói mòn, bọn họ lại sắm vai nhân vật gì? Nhìn lại đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh nên nói đều đã nói xong, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tìm Từ Quả Phụ đi. Các đồng đội không có ý kiến, nữ vương vuốt vòng tròn bên tai trái, thản nhiên nói, tuy vừa rồi nguy cơ trùng trùng, suýt nữa đoàn diệt, nhưng tôi rất có lòng tin đối với nhiệm vụ kế tiếp. Loại phó bản yêu cầu cao độ này, chúng ta phân tích rất thấu triệt rất rõ ràng, không có quá nhiều mê mang cùng khó hiểu. Chỉ cần không mê mang, đường khó đi nữa, tôi cũng có lòng tin. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc bởi phó bản phức tạp như vậy, các đồng đội lại có thể phân tích rõ ràng minh bạch, đều là người rất có đầu óc nha, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Mê mang, chiêu số lại khó đi, ta cũng có tin tưởng. Hỏa Đức Tinh Quân tỏ vẻ đồng ý, hắn kinh ngạc cho như vậy phức tạp phó bản. Đội hữu nhóm lại có thể phân tích minh rõ ràng bạch, đều là rất đầu não nhân A, hơn nữa này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy ở trong chiến đấu vừa rồi, hắn chưa biểu hiện ra chiến lực quá chói mắt, nhưng trong việc nhìn nhận lại ở sau đó. Vị thiên tài chính phủ liên tục vượt qua hai cái cấp S này đã bày ra nhạy bén cùng trí tuệ khiến Hỏa Đức Tinh Quân tán đồng. Ba người cật ngẫu Lý Thuần Phong cùng Lily Nguyên Thượng Thảo chưa nói gì, nhưng đối với chỉ lệnh đội trưởng phát ra chấp hành theo bản năng, xoay người đi ra khỏi phòng. Đoàn người đi về phía giếng trời ngoài phòng. Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh tụt lại phía sau. Lão Ti Cơ cười tủm tỉm nói, không tệ. Trương Nguyên Thanh đang muốn đáp lại,
liền thấy lão Ti Cơ di chuyển ánh mắt xuống, khóe miệng nhếch lên, rất không tệ. Má Trương Nguyên Thanh nóng lên, hiếm thấy lộ ra nét xấu hổ. Hắn dù sao chỉ là một sinh viên chưa từng có bạn gái, thuộc loại chim non ngoài miệng vĩnh viễn không chịu mềm, khi đao thật thương thực liền nhát gan. Bình thường đùa giỡn múa mép khua môi lái xe với lão Ti Cơ là cực hạn, nhưng vừa rồi bại lộ, vượt qua điểm mấu chốt tâm lý của sinh viên. Lúc này bị bình đầu luận chân, liền cảm giác da mặt có chút ăn không tiêu. Thấy hắn xấu hổ quẫn bách, Quan Nhã đắc ý cười lên, cảm giác vẫn là mình kỹ năng cao hơn một bậc. Cười cái gì mà cười? Hít sâu một hơi, Trương Nguyên Thanh cố gắng chống đỡ nói, vậy chị hài lòng chưa? Có bị dọa hay không? Tôi rõ ràng từ ánh mắt chị thấy được chấn động cùng ngoài ý muốn. Quan Nhã cười ha ha nói, chị khẳng định sẽ không mang nhóc của cậu công bố ra ngoài, nhưng nữ vương thì không nhất định, nữ nhân đều lắm chuyện, vừa rồi cô ấy nhìn cậu tận vài lần. Trương Nguyên Thanh suýt nữa muốn đuổi theo nữ vương, thảo luận vấn đề phí bịt miệng. Hắn cũng không muốn chờ sau khi rời khỏi, phát hiện các diễn đàn hành giả chính phủ đều đang thảo luận nhóc của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là gánh nặng một người trẻ tuổi 21 tuổi không thể thừa nhận. Tiệm thợ rèn, Lý Hiển Tông ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cả người hắn máu tươi đầm đìa, cánh tay trái hiện ra vặn vẹo, trên người có nhiều chỗ vết đao chém, vật cùn đánh bị thương. Năm đồng bạn khác cũng chẳng chịt vết thương, hoặc nằm ở trên mặt đất, hoặc ngồi dựa vào tường, tham lam hít thở không khí. Quanh bọn họ là bệ rèn đổ nghiêng, là lò lửa rạn nứt, là than củi phân tán đầy đất, là đồ sắt gãy cùng với thợ rèn vương đầu bị chém xuống. Hắn ngã ở trên một đống than lửa đỏ lên, máu tươi hòa vào lửa than, cách mấy mét là cái đầu bị Lý Hiển Tông tự tay chém xuống. Trừ thợ rèn vương, còn có một cái xác là tráng hán đầu chọc. Người trung niên khô gầy chống đầu gối đứng dậy, đá cái xác tráng hán đầu chọc, hùng hổ mắng, vậy đã chết à, tao còn chưa biết tên của hắn đâu. Lý Hiển Tông thở hổn hển, nhếch miệng cười nói, vì sao phải biết tên? Chúng ta loại người này, liếm máu trên lưỡi đao, thời điểm nên chết tự nhiên sẽ chết, chết có ý nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, cơ chế kích hoạt quả phụ 1. Đúng thế, nếu biết tên, vậy chính là bạn bè rồi, cần gì chứ? Hề hề, chết rồi cũng tốt, chết sớm siêu thoát sớm, rời xa thế giới khốn kiếp này. Mấy đồng bạn khác cười hề hề phụ họa, bọn họ không để ý sống chết, kẻ địch, người không liên quan, bao gồm chính mình. Người đắm chìm vào giết chóc, đối với cái chết có sự chết lặng người thường không có. Lý Hiển Tông hướng tới người trung niên khô gầy phất tay, nói, mày vào cửa hàng nhìn xem, bên trong hẳn là có manh mối. Người trung niên khô gầy lập tức vào chỗ sâu trong cửa hàng, vài phút sau quay về, ngạc nhiên nói, lão đại, gian cửa hàng này có chút cổ quái. Sân sau của tiệm thợ rèn có hai gian nhà lớn, gian phòng bên phải là khu vực sinh hoạt của thợ rèn, bên phải là kho hàng chất đống đồ sắt. Người trung niên khô gầy trước, dẫn theo đám người Lý Hiển Tông tới kho hàng chất đầy đồ sắt, đẩy ra cửa kho phủ đầy bụi đã lâu, một mùi rỉ sét rất nặng nề đập vào mặt. Lý Hiển Tông bước qua bậc cửa, tiến vào kho hàng, ánh mắt trầm ổn đảo qua kho hàng. Chỉ thấy trong kho hàng bày đủ loại dụng cụ hành hình, trong mấy thứ này có dao cạo, kim thép, cái vợt, bàn ủi, gông đứng, ghế hùng vân vân. Lý Hiển Tông nheo mắt, cái này không giống với dụng cụ hành hình của Ikawa cô gái biến thái kia, đồ vật trong kho hàng là dùng để tra tấn người ta, dụng cụ hành hình thật sự. Đại đa số chúng nó đã phủ đầy cho bụi, loang lổ vết rỉ, còn có cái vô cùng mới tinh, như là vừa chế tạo không lâu. Nếu ngươi không phải đặc biệt đối với hắn mỗi một câu cảm thấy hứng thú, một tên thợ rèn, trong kho hàng vì sao sẽ có nhiều dụng cụ hành hình như vậy? Không cần tùy ý dùng chú ý nhân công năng, bởi vì chú ý lấy nói chuyện là một thanh niên cường tráng, hắn ngũ quan bình thường, khuôn mặt kiệt ngạo, nhìn qua là biết không phải loại lương thiện, là loại người trẻ tuổi rất hiếu chiến. Tiên sau, hắn toàn bộ phát thiếp hồi thiếp đều đã lấy thông báo phương thức điện thoại di động bản, nhưng loại khí chất này ở trong nghề nghiệp tà ác thuộc về thường thường không có gì lạ. Đặc điểm duy nhất của thanh niên này là thiếu mất tai trái, tựa như là bị vật sắc cắt mất. Nhắc nhở của ngươi. Người trung niên khô gầy nói, không chỉ như thế, bọn mày nhìn kỹ, những dụng cụ hành hình này có mới có cũ,
thợ rèn vương kia còn đang không ngừng tạo ra dụng cụ hành hình. Nói xong, người trung niên khô gầy nhặt lên hai con dao cạo, một cây loang lổ vết rỉ, một cây lưỡi dao sáng như tuyết. Hắn đang lặp lại, không có ý nghĩa rèn dụng cụ hành hình. Lý Hiển Tông đưa ra phán đoán như kết luận. Thanh niên thiếu mất tai trái nhíu mày nói, logic sau lưng hành vi này là cái gì, hoặc là đây chỉ là một sự cài đặt không có ý nghĩa, không cần để ý tới. Lúc này, một gã đồ Âu dày da kinh ngạc vui vẻ nói, bọn mày xem tao đã phát hiện cái gì. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trong tay hắn là một chiếc đinh thép màu đỏ sậm, dài chừng 2 tấc, màu đỏ sậm là vết máu khô. Ánh mắt Lý Hiển Tông khẽ lóe lên, từ trong tay hắn tiếp nhận đinh thép, vài giây sau, một tin tức hiện lên tên, đinh nguyền rủa loại hình. Tiêu hao phẩm công năng, thực linh giới thiệu, cái đinh thép này từng đâm thủng trái tim một vị cường giả, trước khi chết. Oán niệm của cô quấn quanh ở trên đinh thép hình thành nguyền rủa, toàn bộ người bị đinh thép đâm bị thương, linh hồn sẽ bị nguyền rủa mà tiêu vong. Ghi chú, ta nguyền rủa ngươi chết oan chết uổng giống với ta. Vật phẩm tiêu hao rất yếu ớt. Lý Hiển Tông hắc một tiếng, cái này rất hợp lý, không phải sao. Xử lý một vị quái tinh anh yếu ớt, cũng nên bổ sung chúng ta một ít vật phẩm mạnh mẽ. Hắn nhìn quanh mọi người, vật phẩm tiêu hao này tao bảo quản, không có ý kiến chứ. Các đội viên khẽ lắc đầu. Nghề nghiệp tà ác tôn trọng vũ lực, cường giả vi tôn, một khi xác nhận thân phận, liền có được quyền thống trị chắc chắn. Kẻ không phục có thể khởi xướng khiêu chiến, nhưng phải làm tốt trả giá bằng tính mạng. Mà ở trong nghề nghiệp hợp pháp, không thiếu được phải bỏ phiếu, hoặc là bàn bạc, phải trải qua được người khác phản đối. Tiếp theo, đám người Lý Hiển Tông kiểm tra qua loa mỗi một dụng cụ hành hình, đồ sắt, chưa phát hiện đạo cụ cùng tiêu hao phẩm nữa. Sau đó, đoàn người rời khỏi kho hàng, đi về phía căn nhà thợ rèn vương ở lại. Kẽo kẹt. Vị trí sát cửa sổ bố trí một cái giường xây bằng gạch, ở giữa là một cái bàn vuông, đối diện giường là tủ quần áo. Mọi người tìm kiếm một lúc, ở trong tủ gỗ để quần áo phát hiện một quyển sổ sách. Lý Hiển Tông thân là đội trưởng mở ra quyển sách đóng buộc chỉ, nhìn một cái, liền nhìn về phía các đồng đội, nói, ai biết chữ phồn thể. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 360, Cơ chế kích hoạt quả phụ 2. Sổ sách là dùng chữ phồn thể viết, chữ viết lại xấu, Lý Hiển Tông phát hiện trình độ văn hóa của mình không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành việc đọc. Chữ phồn thể, đám nghề nghiệp tà ác nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng người đàn ông đồ Âu dày da bước ra khỏi hàng, nói để tôi xem chút. Lý Hiển Tông khẽ thở phào, đưa quyển sổ cho đối phương. Người đàn ông đồ Âu dày da đọc đi đọc lại hồi lâu, cười nói, đây là thu chi của tiệm thợ rèn. Tôi biết những dụng cụ hành hình này là bán cho ai rồi, là một người tên là Triệu Viên Ngoại. Nhưng số lượng trên sổ sách không quá khớp với chúng ta nhìn thấy, dụng cụ hành hình trong kho hàng quá nhiều, xa xa vượt qua số lượng Triệu Viên Ngoại đặt hàng. Số lượng không đúng, Lý Hiển Tông nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ phát hiện đây là một tin tức phó bản tiết lộ cho Linh Cảnh Hành Giả. Lý Hiển Tông từng trải qua một lần phó bản cấp A, bằng không làm sao xứng là thiên tài, phó bản độ khó càng cao, càng khảo nghiệm năng lực của Linh Cảnh Hành Giả. Rất nhiều tin tức cần tự mình đi đào móc. Lý Hiển Tông mang ý nghĩ của mình báo cho các đồng đội. Người trung niên khô gầy suy nghĩ một lát, không quá xác định nói tao có một suy đoán, chỉ là không dám khẳng định. Thợ rèn vương kia tựa như bị nguyền rủa, tao từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức nguyền rủa. Người trung niên khô gầy giải thích, nguyền rủa là năng lực của vu cổ sư giai đoạn thánh giả, tao còn chưa tới trình độ đó, cho nên không dám cam đoan. Tiếp đó chính là, đây là phó bản trận doanh đối kháng, có nguyền rủa tồn tại rất khác thường, cũng không kỳ quái. Nguyền rủa, Phó Thanh Dương đánh giá tin tức, ra kết luận, nguyền rủa hắn không ngừng rèn dụng. Cụ hành hình, hắn không rối rắm quá lâu, tuyên bố, rời khỏi nơi này, tìm kiếm Triệu Viên Ngoại, hắn hẳn là mục tiêu kế tiếp của chúng ta. Chúng ta phải vượt ở trước trận doanh hợp pháp, đi xong nhiệm vụ phụ tuyến. Tú Nhi, Tú Nhi. Trương Nguyên Thanh đi ở con đường phía tây trấn nhỏ, mở cổ họng hô lớn, Tú Nhi của anh, em ở đâu? Mấy người bọn quan nhã nữ vương yên lặng đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh. Nữ vương vừa quan sát xung quanh, vừa nhỏ giọng hỏi người đẹp con lai bên cạnh,
hắn vẫn luôn mạnh giao tiếp như vậy sao? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết, cô vẫn luôn duy trì sự tò mò mãnh liệt. Ở chung ngắn ngủi, phát hiện kẻ danh tiếng Lan Sa này cũng không có ngạo khí và lạnh lùng, cũng không có khiêm tốn cùng nóng nảy của con cưng ông trời. Nói nhiều, không cứng ngắc, bất cứ chuyện gì cũng có thể tán gẫu, với ai cũng có thể chém gió. Mà nàng cũng không phản cảm tính cách như vậy. Quan Nhã a một tiếng, cậu ta vừa gia nhập Ngũ Hành Minh, không đến một tuần, đã rất thân quen với các đồng nghiệp, Phó Thanh Dương cô biết chứ. Đương nhiên biết, đó là con cưng ông trời thật sự. Nữ vương sờ sờ vòng bạc ở vành tai, cười nói nghe nói rất tuấn tú, nhưng rất cao ngạo lạnh lùng, khó có thể ở chung. Nữ đồng nghiệp tôn sùng hắn không nhiều bằng linh quân kia của Thái Nhất Môn, nhưng đều rất trung thành. Nữ vương nghiêng đầu, nhìn nữ đồng nghiệp dung mạo xinh đẹp cởi mở, nói. Ngay cả linh quân kia cũng rất chán ghét hắn, gặp Nguyên Thủy ở bên người, Phó Thanh Dương liền nhiều lời hời. Nữ vương chấn động, cảm khái, đây là cái gọi là thiên tài tiếc nhau sao? Không, Phó Thanh Dương chỉ là chán ghét nghe Nguyên Thủy nịnh bợ. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân bực bội nói, Từ Quả Phụ thật sự ở phụ cận sao, có thể là bà Vương đang gạt chúng ta hay không? Bọn họ đã tìm nửa giờ, Trương Nguyên Thanh gọi sắp vỡ cổ rồi, nhưng bóng dáng Từ Quả Phụ trong truyền thuyết cũng chưa xuất hiện. Tìm không thấy, liền, ý nghĩa nhiệm vụ khó có thể tiến hành tiếp. Lúc này, mặt trời chói chang, nung nóng cổ trấn, đi nửa giờ, mọi người toát đầy mồ hôi, không thể không ở trong một cái ngõ nhỏ tránh nắng tạm nghỉ ngơi hồi phục. Lý Thuần Phong dựa lưng vào tường trắng cũ kỹ, lấy tay quạt gió, nói chúng ta có phải bỏ sót tin tức gì hay không? Bỏ sót tin tức? Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, ở trong đầu lướt qua chi tiết một lần, chưa phát hiện có cái gì bỏ sót. Nhưng, không cảm giác ra, không có nghĩa là không có. Nếu mình dẫn phát bệnh cũ, hẳn là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nhưng không có lãi nhà. Nữ vương dựa sát Trương Nguyên Thanh, trầm ngâm vài giây, nói, không, chúng ta không bỏ sót manh mối quan trọng. Tin tức Từ Quả Phụ chỉ từng xuất hiện hai lần, một lần là bà Vương nói tới địa chỉ của cô ấy, một lần khác là con bù nhìn kia. Nhưng cái này không có quan hệ với khốn cảnh chúng ta trước mắt gặp phải. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu nhíu mày, nói, thời tiết có chút nóng, làm người ta tâm phiền ý loạn, tôi khát nước, mọi người thì sao? Tôi cũng khát nước. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhìn về phía nữ vương, cười nói, nữ vương bệ hạ, ban thưởng chút nước đi. Nước gì chứ? Lời này của cậu nghe là lạ. Nữ vương nói thầm. Nhưng nếu chị là Quan Nhã, câu này của tôi liền nhìn chằm chằm bộ ngực của chị mà nói. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.